Chiều 23 tháng 12, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Á tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Á dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng vẫn cố gắng chăm lo, hỗ trợ cho người lao động. Bên cạnh đó còn tổ chức được nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy, của Hội đồng Quản trị, của Ban điều hành, phấn đấu làm tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là quan tâm tới việc mà chăm sóc, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động một cách chính đáng. Kết quả đại hội bầu 17 đại biểu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới và được sự tín nhiệm của đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Toàn được bầu làm chủ tịch Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, nhiệm kỳ 2022-2027.